Bạn có biết trong The Simpson Movie, trong cảnh Homer nhảy qua hẻm núi Springfield, ta có thể thấy một chiếc xe cứu thương bị hỏng ở đó. Quay lại trước đó 17 năm trong tập phim này, ta sẽ biết chiếc xe đó vì sao bị hỏng. Bạn có biết trong The Boy, khi bà Mallory kể câu chuyện ở Nicaragua, bà nói bà còn tiết lộ cocaine chỉ bán cho khu dân thiểu số và không được bán cho khu dân da trắng. đó dựa trên câu chuyện có thật vào những năm 90 có một nhà báo tên là Gary Webb đã phát hiện chính phủ Hoa Kỳ đã đóng một vai trò trong việc đưa ma túy vào các cộng đồng thiểu số rồi dùng tiền đó trang bị cho các lực lượng quân sự. ông qua đời do hai vết thương bắn vào đầu và ở trên Wikipedia ghi đó là một vụ tự sát. Bạn có biết trong file 100 Days of Summer, anh chàng muốn tán tỉnh Summer này tên là Dus. Dus được dịch là vòi tắm hương sen hoặc là cái thụt rửa. <laughs> Bạn có để ý trong The Incredible, khi Helen thấy chồng mình ôm Mirad, Helen đã đấm Mirad, nếu để ý kỹ, cô cũng đấm cả chồng mình nữa, nhưng cô đã đấm trượt con bot sau đó anh mới nhận ra và né nó bạn có biết trong sai câu thật là nguy hiểm khi họ để Janet Lay lái xe trong một bộ phim đen trắng bởi vì cô không thể biết được đèn tín hiệu giao thông đang là màu gì bạn có biết trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness Reed Richards đang ra hiệu con mình không được gây ồn ào chờ đã Reed đang làm cái gì đây sao anh ta lại đang bắt chước hành động của Black Bow? am sâu so cần